Việt Thu và kênh Sống Để Hạnh Phúc rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong video clip ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có người gặp lúc thất bại thường không suy xét bản thân mình mà lại than thân trách phận, cảm thấy cuộc đời bất công. Nhưng trên thực tế, có nhiều khi cơ hội, duyên phận, vận khí của bản thân tốt hay không là do tự bản thân mình mang tới. Những ai nắm giữ được nhiều phận khí thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, may mắn và đạt được mọi điều họ mong muốn. Ngược lại, cuộc sống của họ có thể gặp nhiều bất hạnh, thần may mắn không mỉm cười và những mong muốn cũng khó thực hiện được. Vận mệnh cuộc sống của con người được quyết định bởi bản chất trong tâm. Nói cách khác, đó chính là những suy nghĩ, hành động thường ngày của chúng ta. Vậy nên, muốn tích tụ vận khí để chọn đời hưởng phúc báo, hãy tạo cho mình 7 thói quen này. Mời quý vị cùng đón xem. Nếu quý vị thấy clip này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ đến người thân của mình quý vị nhé. 7 cách sống để có vận khí tốt, chọn đời hưởng phúc báo. Thứ nhất, mỉm cười với người khác, khí chất càng ngày càng tốt. Mỉm cười là danh thiếp tốt nhất, đẹp nhất của đời người. Một người mỗi ngày đều có thể mỉm cười khi tiếp xúc với người khác, thì mỗi ngày tâm tính của người ấy đều tràn ngập niềm vui. Mỉm cười cũng là ngôn ngữ tốt nhất giữa người với người. Người ta thường nói mỉm cười là cách để làm nở bông hoa xinh đẹp nhất ở trên khuôn mặt, là cách tạo nên vẻ đẹp nhất của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người lại với nhau. Mỉm cười là thái độ sống tích cực, vô luận là người nghèo hay giàu, địa vị cao sang hay thấp kém đều không bị chi phối. Mỉm cười cũng là một loại tu dưỡng, là thể hiện sự tôn trọng đối với người khác, cũng thể hiện sự tôn trọng đối với cuộc đời. Thứ hai, thiện lương với người, thế giới ngày càng thuần khiết. Cảnh giới tinh thần của một người thường đi cùng với sự thiện lương của bản thân họ. Người càng lương thiện thì nhân cách càng lớn lao. Họ làm việc có thủy có chung, xem trọng trách nhiệm của mình, vô tư không vụ lợi. Họ làm việc không xuất phát từ dục vọng và công danh lợi lộc, nên không bị chúng che mờ hai mắt, chỉ thuận theo tiêu chuẩn đạo đức của lương tri. Vì vậy, thế giới của người ấy càng ngày càng thuần khiết. Một người sẽ không bởi vì thiện tâm, thiện đức của mình mà bị tổn thất điều gì cả. Trái lại, bởi vì thiện tâm, thiện đức mà người ấy sẽ nhận được phúc báo. Những người như vậy, họ sẽ nhận được những hồi báo mà họ không tưởng tượng ra. Thứ ba, bao dung người khác, cuộc sống càng ngày càng đẹp. Đối xử nhân hậu, bao dung tha thứ cho người khác chính là một loại trí huệ. Người có lòng bao dung biết cách trở lại cho người khác một đường lui. Họ không chỉ trích quá mức, cũng không gây khó dễ cho người khác, ngay cả khi người khác có lỗi với họ. Bao dung là một loại cảnh giới, một loại trí tuệ, nguyên là xuất phát ra từ tấm lòng lương thiện. Sức mạnh của lòng bao dung có thể khiến cho người xấu biết nghe lời phải, thu phục được lòng người và cải biến được nhân tâm. Người bao dung trong lòng luôn thoải mái, thản đãng và cuộc sống luôn tốt đẹp. Thứ tư, thông hiểu người khác, tri kỷ càng ngày càng nhiều. Giữa người với người mà khuyết thiếu sự thấu hiểu thì tất sẽ sinh thị phi, tranh chấp và hiểu lầm. Hơn nữa, giữa những người khác nhau cũng cần có phương pháp giao lưu trao đổi khác nhau. Những người có vận khí tốt, tuy nhìn thấy có rất nhiều điểm khuyết của người khác, nhưng vẫn luôn giữ được lòng trắc ẩn, tình yêu dành cho vạn vật, có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác bên trong những điều tồi tệ. Họ có thể chấp nhận bản thân, chấp nhận người khác, cũng có thể chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Người có thể mở lòng để thấu hiểu người khác, thông thường sẽ được người khác đặt niềm tin, dễ dàng chia sẻ và tương trợ lẫn nhau. Thứ năm, thích ứng với hoàn cảnh, tình cảnh càng ngày càng thuận. Đối với thế giới này mà nói, sự thay đổi của hoàn cảnh cũng không phải là điều quá quan trọng, mà điều quan trọng hơn là thế giới nội tâm của chúng ta ra sao khi lâm vào nghịch cảnh, tâm thái của chúng ta như thế nào. Con người khó cải biến được hoàn cảnh, làm cho hoàn cảnh thích ứng với cuộc sống của mình, nhưng lại có thể khiến cho bản thân mình thích ứng được với cuộc sống.
Con người thường thường đều bởi vì hoàn cảnh bên ngoài mà sản sinh ra những tâm thái khác nhau. Khi nghe được một câu nói tốt, đạt được một thứ mình mong muốn thì vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy. Nhưng khi nghe người khác chỉ ra điểm khuyết thiếu hay mất đi một thứ gì đó, liền có tâm thái chán nản, bi quan. Nhưng tâm thái của một người như thế nào sẽ dẫn cuộc đời người ấy đi theo hướng đó. Vì vậy, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nghĩ nhiều hơn đến những tích cực là một cách sống thông minh. Thứ sáu, cảm ơn người khác, vận khí càng ngày càng tốt. Cảm ơn là một loại đạo đức tốt đẹp. Khi một người luôn mang trong mình lòng biết ơn bề trên, biết ơn đấng sinh thành, biết ơn vạn vật, thì người ấy đã là người thấu hiểu đạo lý của tự nhiên, đạo lý làm người. Người như vậy biết trân quý sinh mệnh, sống thuận theo tự nhiên, phù hợp với đạo, là người trí tuệ, nên cuộc đời của người ấy tự nhiên cũng thông thuận, may mắn. Đó cũng chính là phúc báo của lòng biết ơn. Thứ bảy, tán thưởng người khác, nhân tế càng ngày càng rộng. Tán thưởng, khen ngợi người khác không chỉ khiến họ có động lực hơn mà còn là một loại tu dưỡng nhân cách, là cách làm thăng hoa khí chất của chính bản thân mình, cũng thể hiện ra cách đối nhân xử thế của bản thân, khiến tấm lòng mình rộng mở hơn. Trong cuộc sống hiện thực, mỗi người đều có khát vọng, mong ước được người khác tán thưởng, khen ngợi. Đồng dạng như vậy, mỗi người cũng cần học cách tán thưởng, khen ngợi người khác. Tán thưởng người khác và được người khác tán thưởng đều mang lại một sức mạnh to lớn cho đôi bên. Nó khiến tâm của người ta trở nên khoái hoạt hơn, mối quan hệ giữa đôi bên cũng nhân ái, an tường hơn. Quý vị thân mến, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, việc gì trên đời cũng đều có nhân quả. Chúng ta chẳng thể trách được bất cứ ai. Cuộc sống, số phận tốt đẹp do chính bản thân tạo ra. Cuộc sống, số phận khổ sở cũng do chính bản thân tạo ra. Những người càng sống càng khổ sở, phúc đức càng sống càng tiêu hao, phần lớn đều có chung năm đặc trưng này. Nếu nhìn thấu bản thân, biết sai và có thể sửa, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được vận mệnh của chính mình. Còn không, cuộc đời sẽ càng lúc càng bế tắc, đi vào ngõ cụt. Thứ nhất, thích thể hiện. Trong xã hội ngày nay, nhiều người cho rằng muốn thành công là phải có thể diện. Khi một người sống vì thể diện, họ sẽ luôn phán đoán ý người khác để lựa theo họ vì nghĩ rằng chỉ có như vậy người ta mới nói những lời tử tế, cư xử lịch sự với mình. Thế nhưng trên thực tế, những lời hay ho tốt đẹp mà người khác nói với chúng ta chưa chắc đã là những lời thật lòng. Chỉ là dễ nghe mà có khi chẳng hề chân thật. Không chỉ vậy, những người thích thể diện cũng không dám đường đường chính chính ứng xử với người khác. Khi bị bắt nạt có khi cũng chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Cũng chính vì thích thể diện nên khi qua lại với bạn bè thân thiết, thường thích đem những điều tốt đẹp đến cho họ mà không biết cách từ chối, khiến bản thân càng lúc càng bế tắc, khổ sở. Thứ hai, thường xuyên nhìn vào điểm yếu của người khác. Có một số người luôn tự cho rằng mình cao quý, xem thường người khác. Khi người khác vừa mở lời, họ lập tức phản bác, chỉ ra nhược điểm của họ, khiến họ xấu hổ, mất thể diện. Thế nhưng với khuyết điểm của mình, những người này lại vô cùng khoan dung, không cho phép người khác bêu xíu, thậm chí sẽ thù hằn nếu bị người khác bóc mẽ. Những người chỉ biết nhìn vào nhược điểm của người khác, ngoài việc cho thấy bản thân chưa tu dưỡng đủ, họ còn đang tự hạ thấp giá trị của chính mình. Một người không tốt số, thường cái miệng cũng chưa được tu dưỡng. Họ thường nói những lời hằn học, thiếu tích cực, cũng từ đó mà hành vi cử chỉ của họ bị ảnh hưởng, số phận vì thế càng lúc càng tệ hơn. Thứ ba, thích so bì. Có một số người sống rất thích so bì, thường có tâm lý đố kỵ ghen ghét những người có điều kiện tốt hơn mình. Tuy nhiên trên thực tế, mỗi người đều trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình, cuộc đời cũng không đến nỗi quá tệ. Người thích so bì thường có lòng dạ hẹp hòi, nhìn thấy những người khác sống tốt là không vừa mắt.
khi họ nhìn thấy khoảng cách giữa bản thân và người khác, họ sẽ chẳng tĩnh tâm mà suy nghĩ, phản tỉnh, khiêm tốn học điều tốt của họ. Những người như vậy có thể bản mệnh vốn dĩ không khổ sở, nhưng vì tâm địa hẹp hòi không đủ bao dung người khác mà phúc báo của bản thân ngày càng ít đi. Thứ tư, tham lam. Người có lòng tham, cho dù nhiều tiền nhiều của cũng vẫn cảm thấy không đủ, vẫn cảm thấy mình khổ sở. Làm người phải biết đủ mới có thể thường xuyên cảm nhận được niềm vui. Người không biết đủ cuối cùng sẽ thường rơi vào cạm bẫy của lợi ích, lòng càng tham sẽ bị sa lầy càng sâu. Thứ năm, không thể tĩnh tâm. Người không thể tĩnh tâm, tâm trạng luôn bấn loạn bứt rứt, sẽ dễ bị sự phẫn nộ thao túng. Một khi gặp phải chuyện không được như ý, sự giận dữ sẽ xuất hiện. Vì nóng nảy mà không thể đánh giá sự việc theo lý tính, không thể suy nghĩ chín chắn, thấu đáo. Từ đó, dẫn đến làm việc rất dễ phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, sự tức giận lại tăng lên, càng căng thẳng hơn. Lâu dần, hậu quả của vòng luẩn quẩn ấy không chỉ khiến hiệu suất công việc giảm sút mà còn phá hủy cả các mối quan hệ xã giao, xung đột mâu thuẫn với người khác cũng nhiều lên. Những rắc rối do bản thân tạo ra càng nhiều, cuộc đời khó có thể bình yên tự tại.